Kobi. Ý, mẹ đây này, con dậy rồi hả? À, qua đây. Qua đây Kobi có cái gì này, nhanh lên, nhanh lên. Lần đầu tiên Kobi được ăn dâu tây đấy nhờ. Quả của Kobi chắc là ngọt đấy, tại vì nó chín đỏ hết rồi. Ôi sao lại đẩy lắc này con. Đây này, mẹ lấy ra cho, đang còn nhiều mà. Mẹ lấy lá ra cho con nha. Đây, con cầm đi. Mẹ đợi Kobi để cùng ăn quả thứ hai nha, còn ăn nhanh lên.